dài dài cái miếng bánh bao chiên về, xong đem về nhà mua chai tương ớt vậy ăn. Ôi cô chú, anh chị và các bạn à, ngày hôm nay á, thì tụi em tìm được một cái món như là cái món về tuổi thơ á. Đó chính là ở đây là chú làm cái này là bánh bao chiên nè, rồi một lát nữa chú sẽ làm bánh tiêu. Thì hiện tại là tại vì chú đang làm bánh bao chiên để mà đi giao cho khách. Thì đây à, cái quán này á, là chú bán ở ngay trên đường Huỳnh Tịnh Của, cái đường nhỏ đó, không biết đường gì đó. Nguyễn Văn Mai, ngã tư Huỳnh Tịnh Của và Nguyễn Văn Mai ở ngay đầu đường luôn. Thì khi mà mình tới là mình cứ quẹo đường Huỳnh Tịnh Của, quẹo trái vô là sẽ thấy cô chú bán ở đây. Thì chú bán ở đây là đã 22 năm rồi. 22 năm rồi. Đó giờ sống ở Sài Gòn 8 năm mà em bây giờ mới tìm được cái quán của chú. Thì rất là thích vì cái món này là ở dưới quê thích ăn lắm. Đây bây giờ là cô đang vô, ập vô. Cái này mà mình làm bánh bao chiên hả cô? Đúng rồi. Dạ. Bao chiên trong có nhân. Ủa nhân này là mình gọi gì cô? Nấm mèo. Dạ nấm mèo. Củ sen. Củ sen. Củ sen thịt. Đúng rồi. Trứng cút. Với trứng cút. Trứng cút. Ngon. Cô gói nhanh quá. Ấy. Không nhanh để mới kịp chứ. Không nhanh hơn kịp có hai mấy năm mà không nhanh lắm. Đó chú. Nói luôn nha. Cái nghề đúng rồi, nghề nó vậy, nghề nó có. Cái món này mà cô chú anh chị mình hồi xưa mà sống ở Việt Nam thì chắc là rất là thích những cái món này, bởi vì có bánh tiêu, bánh bao chiên, giò cháo quẩy. Mà Mỹ. Bây giờ thì cô chú thì chỉ bán còn bán là bánh bao chiên với bánh tiêu thôi. Mà nhiều là không kịp luôn, là không kịp. Hai cô chú làm không kịp. Hai cô chú với một anh trai thôi cho nên là làm không kịp. Mà cái bột này là cái bột gì cô? Bột mì phải không? Dạ, bột mì. Mì với Singapore đó nha. À vậy là bột mì Việt Nam mình là không được phải không cô? Không, không, không. Bột mì Singapore. Dạ. Đây là cái cảnh này cũng đang đổ dầu để mà mình pha dầu. Bột sắp nữa đây. Còn bữa đây. Làm này không có dễ đâu. Đúng rồi, làm cái này khó chứ lắm. Khó thôi, dễ thôi. Dạ. Hay chưa, nói chung là dầu thì chú thay liên tục. Cô chú mình thay phải thay liên tục. Cái chơi là đổ ra đó con. Dạ. Đổ bỏ, một căn là cô chú phải đổ bỏ. Dạ. Cô thí dụ như mà nếu như mà con làm được một con tay ngang như con thì có thể làm được một cái bánh như vậy không cô? Con biết, có đó, cho con hỏi bắt đi. Bắt đi, làm được đó. Đây, đây. Đó, cho con chỉ nha. Đây nè, bây giờ con chỉ là không từ giờ con chỉ nha. Đó, con kéo lên là con bóp lại. Rồi. Kéo lên được. Rồi, ở đây. Dạ. Con vừa thời gian mà cô chỉ con đó, kéo lên à, nè, kéo lên xong bóp lại, bóp đâu đi đâu rồi bóp trong tay đó nha, ném lại bóp ở đây lại, ném lại bóp, à, bóp lại, cái tẹo nhắn nhắn bự nhỏ nhỏ từ từ ấy, chứ con bóp mạnh quá rồi nó dày trong nó không chín đâu nha. Xong chưa, đã đó sắp rồi, sắp rồi, đã sắp rồi không? Cái đó là 10.000 cái á. Trời ơi. Đó cũng tạm thời cũng được mấy cái bóp rồi đó, con bóp rồi con cột xuống cái này cho nó khỏi dính này đó. À, đó. Bóp đó. Đó. Đây đây, đây là em làm cái thứ hai nha. Ừ, làm đi, làm rồi quay qua Mỹ cho coi làm bạn. Đi cái 10.000 đó em. Cái 10.000 á. Mỏng mỏng rồi nè, còn kéo mỏng mỏng. Kéo mỏng mỏng lên. Cái gì đó con? Còn lại bao nhiêu cái? Suy nghĩ đi đó, còn bao nhiêu đó con, mà suy nghĩ chậm người ta tới người ta nói trước, con tới trước mà con nói sau là con tới trước mà con nói sau rồi con ráng chịu nha. Con tới trước mà con nói sau là con ráng chịu. Đúng rồi, đây con gái thôi. Con gái giỏi á, đẹp không? Con gái giỏi đó, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Cái bột của cô làm để con làm nó dễ đó nha. Cái bột này thì nó làm dễ hơn là cái bột kia của mình. Đúng rồi. À, cô chú là đã nhào bột sẵn hết trơn rồi. Đúng rồi. Là đưa đó. Biết được dễ đâu. Đây, cái này là cái nhân của mình nè. Nó mèo, củ sắn, thịt với lại trứng cút. Đúng rồi. Chú phải bỏ gừng nè. Mình chiên mình bỏ gừng cho nó hết chút. Cho nó thơm.
Cô chú ở đây bán từ mấy giờ tới mấy giờ chú? Được rồi, cho em khoảng là 12 giờ. 12 giờ trưa. Ở đây là bây giờ là chiều chiều là người ta xuất hàng lại đứng đâu hết trơn. Là cô chú là có giao hàng luôn chứ. Có chứ. Dạ. Số điện thoại của mình là số mấy chú? 0168 0168 9074 9074 581 581 rồi. Có giao hàng tận nơi. Giao hàng tận nơi. Tính ship nha. Đường là giao số lượng nhiều. Giao số lượng nhiều. Nãy là thì cô không có tiền xe nên xa thì phải bên tiền xe tại à, nhiều quá. Lúc nãy tôi tới là cô đang giao bốn mấy cái là. Giao 40 mấy cái cho cái ngân hàng Sacombank. À. Đây đây là cái cảnh mà chú đang. Bốn cái chờ em nghe chờ xíu. Đây là chiều mà người ta biết tâm. 4.000. Đây chú đã bỏ bánh rồi chiên. Một ngày thì chú bán khoảng bao nhiêu cái chú? 300 cái. Chà, 300 cái thì nhiều. 300 cái chắc ít. Có dẫn ngàn cho bán còn 600. 600. Trời làm không sức, nếu mà chú mà có sức chưa làm, bán không 1 ngàn chả. Dạ. Hết coi chú làm lực sức rồi. Dạ. Mình làm liên tục móng kịp luôn á chú. Tối về phải thức bán còn buổi sáng này rồi phải vào sáng này phải ngâm đám mèo con làm nhiều lắm chứ còn thức khác trong cái luôn con ra đi nghe nó có liều đó. Máy nào không có không được. Trời đất ơi, đi khắp cả Việt Nam đã tìm không ra. Khó tìm. Có bào, cái đồ bào mà ví dụ bảo lại hơn. Tôi đi khắp cả rồi, tôi đặt ở bên Đài Loan nữa, còn mấy Đài Loan nữa. Không có bao giờ. Trời đất không. Bây giờ là chú chiên tới cái mẻ thứ hai rồi mà tụi em vẫn đứng chờ. Tại vì ra là hết. Nãy giờ đứng là chú chiên đâu tầm là 4-5 mẻ rồi đó. Nhưng mà ra là hết á. Tại vì nhiều người tới quá cho nên thôi là tụi em cứ nhường cho họ tung đi tăng, trước. Tung tăng. Mình cứ nói chung là mẻ này là nhất định phải ăn. Tại vì đói bụng quá chú ơi. Đẹp, 5 cái cho cháu chứ. Để mới hỏi chứ, hỏi sếp 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 mấy cái chứ phải không con? Dạ, được ăn nè, đóng rồi. Rồi, 5 cái 6 cái. Cho quậy em coi anh. 5 cái 6 cái. 5. Rồi. Nhưng mà lấy cháu 15 ngàn. Thôi là 5 ngàn con. Ra mình thử luôn. Rồi ba bỏ đấy. Nóng quá con. Dạ, con cảm ơn con. Cảm ơn nha. Dạ. Thì giờ cái này là mỗi cái vậy là 4.000 nhưng mà nói chung là cô chú thấy tụi em cũng dễ thương cho nên đó là cô chú tặng cho thêm một cái mà còn bớt 1.000 mới còn là phải tặng với xứng đáng thôi mà cô chú tặng chứ quá xứng đáng rồi chứ đúng không? Dạ cảm ơn chú nhìn chưa bởi con dễ thương quá mà con muốn chặn sao được. Dạ. Con đang với cái con đang giống hiền gì mà thấy giống người nhà nó có bị lắm đi sao bây giờ nóng quá giờ thử liền được không? Nóng thử liền không hỏi chú không? Thử liền lại đi. Là đợi lát con nguội đi rồi hả thử? Đợi lát con nguội đi tôi. Đây cô đang còn có nó. Còn bánh còn nữa. Còn đâu? Ủa nó. Con cái tỷ. Mẹ đối với học là mẹ biết là vô kiếm. Tại vì sao con băng 4:30 là ba với nhau gần. Bây giờ mình lấy bột nhà mình làm một chút củ ở nhà sẵn rồi. Hết rồi em qua kiếm đi. Không có thấy còn thùng. Qua coi đi. Có nói còn thùng đó qua. Cũng làm rất là điều nghệ. Cái này là không cần cân nhưng mà nó vẫn đều. Quen rồi. Quen tay rồi. Cái này mình chấm bột mì lên cho đựng chín ha chú. Chín chưa? Người ta gọi là bột áo. Nghe cái từ gọi là bột áo cho nó khỏi dính không? Dạ. Bây giờ bánh người ta đang cần cho nên mình phải làm ít là để có ra bán chứ mình đâu có làm được. Thì con chú làm một nhã nó tới 30 cái. Dạ. Nhưng bây giờ nó mấy cái? Đó, bán liên tục thấy không? Đi liên tục luôn. Ăn đi, thử đi. 4 cái còn ăn chứ đã, đợi giờ 4 cái vô ngón tay coi mấy cái. Không, nhưng mà cứ ăn đi. Giờ cho ông coi thử. 4, 4, 16. Thơm không? Ồ, cái vỏ mỏng ha. Ừ. Vỏ không có dày giống như là đúng rồi. Như quê bị bán. Có tiền. Cái vỏ rất là mỏng. Mọi người chưa khé đó. Cái vỏ dày đó. Con ngồi xuống đi con.
gì đây. Mấy chỗ khác á, cái vỏ dày lắm nhưng mà ở đây là rất là mỏng. Với lại này cô chú á, chiên nó là vừa vàng là lấy ra luôn. À, con bực chiên cho em kia trước nè. Chứ không có phải là mình phải để tới hơi vàng một chút nữa mà lấy ra là nó sẽ chuyển màu nó khác. Nó không có màu, nó không có đẹp, nó sậm hơn. Nó sậm hơn, cái này là vàng. Đây, ở trong mình đây, chiên cút, nó mèo. Nhân của mình, ăn thêm miếng nữa nha. Không có gì ơi, bánh tiêu hết rồi hả? Bánh tiêu hết rồi. Ai nghe nói cảm tưởng nha chú nghe coi. Ngon lắm chú. À, ngon phải không? Nó dở, cái dở rất là mỏng nha, con khen thiệt. Bây giờ có ý, mai mốt làm cho hoàn thiện. Không, con thấy chị là ngon rồi chú. Ngon rồi bán. Sau này mà cô chú mà đó rồi, phải chờ. Truyền nghề được ai thì bán lâu lâu một chút, để nhiều người tới ăn hơn. Đó hết rồi phải không? Biết ngay. Cảm ơn chú. Cô chú mà bán đắt vậy quá, bán hết sớm quá. Tụi con mà ở xa xa tới là muốn kiếm ăn cũng khó. Cho nên là đề nghị cô chú là bán lâu lâu thêm chút, mà bán đắt hơn chút. Thơm á, ăn ngon mà ăn miếng không bẹp? Ăn, thử đi. Thôi, ăn hết đi rồi tới người ta ăn, tự nhiên kêu người ta ăn. Lâu lâu có thầm tài ghé mấy con là thầm tài của cô chú. Dạ, con cảm ơn gái đi về cỡ chút nha, cho mấy thang con. Dạ. Con mình cũng 8 rồi. 8 con đi xe nào? Con đây con chứ mỗi con ấy con chọn con khép cái đó con khép con đi xe xong chơi lại chứ gì đó con cao khó không? Cao khó thì có. Ờ mình vô. Khói bay mù mịt, nghi ngút luôn. Bà ăn lẹ người ta cầm quay mà bà nhớ. Nóng cho nên phải ăn từ từ, cái gì mình cũng phải thưởng thức từ từ. Ngày bữa nay tới không có dịp chạy coi cô chú làm bánh tiêu, cho nên thôi chắc hẹn cô chú làm sao. Đúng rồi. Nếu còn sớm sớm là làm cho coi cũng dễ. Dạ. Lạ ha. Con ngủ con tới là 1-2 giờ á, 1 giờ á. Dạ. 1 giờ cỡ đó quay chị em rồi. Thắng cái chiếc cút cái nè. Ngon. Không chấp nhận được. Trời, trời đang mưa lâm râm. Buồn quá. Có một người đứng qua phim cho mình ăn. Vỏ rất là mỏng ha. Thấp bánh luôn thì vỏ cũng rất là mỏng. Sao không băng ở đâu? Ai? Tới bì. Quay ra. Dạ, tới lượt em quay cho ông Bèo ăn. Ui, nó nóng quá. Vậy con nó sẽ nóng nhưng nó lớn rồi. Cái phê đây cháy hết mà. Mà mình giấy đứa con. Con cầm mình giấy đi. Biết không, cái đây nếu mà ăn nhiều có cái loại tương ớt của Sony Pet á. Dạ. Chấm vô còn ăn cay cay. Đúng rồi, đúng rồi, có thêm tương ớt nữa là xỉu. Đúng rồi, con tương ớt thôi. Con chấm vô còn ăn nó cay cay. Này tiếc là tụi con còn đi công chuyện, chứ không là tụi con mua thêm vài cái về nhà để tối ăn rồi nhâm nhi. Trời mưa chắc là không biết có đi công chuyện được không nữa. Không đi được thì chắc là mới mua thêm vài cái miếng bánh bao chiên về. Xong đem về nhà mua cha tương ớt vậy. Ôi.
thứ hai ăn được không? Quá ngon quá. Ừ, cảm ơn con chưa vậy. Tặng thêm cái nữa. Cái nhưng nó vừa ăn lắm á chú. À. Đổ bánh chua, còn cái gì á? Người ta làm bằng tay. Người ta làm bằng tâm huyết. Nó cũng ngon hơn làm bằng máy. Em bảo đảm luôn. Nãy chú có nói là cô chú là bây giờ bán xong rồi tối về là phải chuẩn bị nhân cho ngày mai. Cho ngày mai. Nhưng mà cô chú là tìm máy móc không có, thì tất cả phải làm bằng tay không. Thiệt. Làm bột, nhồi bột, làm cắt nấm mèo, bào sáng, tất cả đều phải làm bằng tay luôn. Làm tất tất tần, nhưng cũng làm bằng tay luôn. Chứ sao không? Bột, nhồi, nhồi bằng tay. Giờ em muốn sao bằng cái sáng đâu có cắt được. Mấy cũng không được. Con phải bào cái loại sáng đó phải bào chứ không cắt là nó cắt chỉ cắt sợi nó lốt là nó không ra cuốn liền. Con thấy không? Chân cút thì mình phải lột bằng tay rồi. Chân sao? Có cái máy mà chịu ra, có cái máy lột chân cút. Cái chân cút của cô chú nè, quý vị nhìn nè. Chín vừa tới. Nó chín vừa tới chứ nó không nó chín quá nha. Bình thường chín quá thì nó sẽ có một cái màu xanh xanh ở ngoài cái đồng đỏ. Ở đây là chín cút mình chín vừa tới luôn. Chị giới thiệu sản phẩm cho mình kỹ vừa tới. Giới thiệu kỹ. Con là dân kỹ sư công nghệ thực phẩm chú. À. Còn em con nó thích ăn uống. À. À, đi hay đi học về học về gì bao? Nhà hàng. Học về nhà hàng. À. Con học con có sản phẩm à? Dạ con là kỹ sư công nghệ thực phẩm. Giỏi. Đây cô chú là tiếp tục làm thêm mẻ khác nữa nè. Hàng đang đặt cô chú 60 cái bây giờ chú cô chú bán không bán nữa ngưng bán rồi giao cho hàng đang. Con giờ cô chú là phải ngưng. Cô chú là ngưng không bán để lại giao hàng. Máy giữ. Thế là giờ mà con muốn mua thêm về thì cũng đâu còn đâu. Đúng rồi. Nhưng mà ai chứ con là cô chú phải để. Ê trời ơi chú dễ thương. Dễ thương sao được, mấy con dễ thương trước mà. Đúng không? Dạ. Mình muốn ngon mình muốn dễ thương thì người ta để dễ thương trước rồi mấy con dễ thương trước rồi. Dạ. Chú dễ thương sau. Dạ thôi bây giờ trời cũng sắp sửa mưa rồi, tụi em đi kiếm chỗ trú mưa đây. À, xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. À, nếu mà mọi người thấy thích cái video này của tụi em á thì có thể là comment, like hoặc là nhớ là đăng ký cái kênh của tụi em và đồng thời là có thể là chia sẻ cho nhiều bà con của mình biết về cái kênh của tụi em để mà có thể là bà con có thể gợi nhớ về những cái hình ảnh quê hương, những cái món ăn quê hương. Đây chắc chắn là ở nước ngoài là chưa chắc có. Đây cái món bánh tàu chiên. Địa chỉ ở đây là ngay cái ngã tư Nguyễn Văn Tịnh của ngã ba Nguyễn Văn Tịnh của Nguyễn Văn Mai đó, phường 8 quận 3 thì lo vấn đề đó chú. Dạ cái này mình làm rất là đàng hoàng rồi thôi em xin chào cô chú anh chị nhé, có gì hẹn gặp lại nha.